Rất vui chúng ta lại có mặt đây. Thật là hạnh phúc khi mà anh đã vượt qua vòng vừa qua. Và nhưng mà đây là một vòng hết sức quan trọng. Chúng ta sẽ phải làm sao tìm ra được những nguyên liệu phù hợp cho tất cả những thí sinh của chúng ta. Đây là ba nguyên liệu chính cho đề thi ngày hôm nay mà anh phải chọn cho các thí sinh. Vậy anh Huy đã sẵn sàng để chọn chưa? Sẵn sàng, sếp. Mời anh Huy. Nguyên liệu thứ nhất là con lươn. Nguyên liệu thứ hai, cua đồng. Nguyên liệu thứ ba, ếch. Khi nhìn thấy ba cái món đấy thì thực sự đến bản thân mình cũng choáng. Đây không phải là những món tôi thích và tôi không biết làm luôn. Và trong ba cái nguyên liệu này thì cái món theo đánh giá của tôi khó nhất là món cua. Chúc mừng anh Quang Huy. Anh phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì chúng tôi có ba nguyên liệu chính và có 15 tên của thí sinh. Anh có quyền chọn 5 thí sinh cho mỗi nguyên liệu mà anh cảm thấy những thí sinh đó có đủ khả năng và làm món ăn đó thật tốt. Mời anh. Khi nhận cái trách nhiệm mà chia nguyên liệu cho các thí sinh ấy, thực ra tôi căng thẳng, rất căng thẳng. Vâng, đây là một cái đề bài rất khó. Rất khó ngay cả với chính tôi, là mặc dù tôi được quyền ưu tiên. Tôi rất bối rối. Trong đầu tôi nghĩ một phương án là tôi cứ hên xui may rủi, cứ nhắm mắt lại đặt xuống, nhưng mà như thế thì nó hơi vô trách nhiệm. Tôi nghĩ là cô này hợp với cả món này, vì đây là người tôi quý. Anh này là người miền Tây. Đây, cho anh người miền Tây. Lan hương. Quốc Chí sẽ làm món ếch, sẽ nhảy như một con ếch. Bảo Lâm, một tay tương đối là đơn điệu. Thanh Hòa, đáng gờm. Hai tay đấy đều đáng gờm. Cô bé này. Văn Dần. Tại sao anh lại nghĩ rằng anh Dần đặt vào cái lươn là... Tôi rất muốn anh ta đi về, vì chỗ của hắn là mát nhất mà tôi rất muốn hắn về để tôi chọn cái chỗ đấy. À, cái chỗ ở hả? Chỗ ở. Đây là một cuộc chơi, người ta phải chịu, các bạn phải chịu. Thôi được, cho cô kiến trúc sư này vào đây. Đi bắt ếch. Nên để cho mẹ con họ cạnh nhau, giúp đỡ nhau. Anh Thư rất là nhát tính. Cưng. À đây Nguyên Giáp, tay đáng gờm, cho hắn đi với mạng xả. Tôi sẽ chọn cua cùng với bốn người đẹp này. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Đây là giờ phút quyết định cho các bạn. Trong khu nguyên liệu, chúng tôi có 3 nguyên liệu chính và anh Quang Huy đã chọn cho mỗi bạn một nguyên liệu để nấu món ăn ngày hôm nay. Các bạn vào khu vực nguyên liệu, hãy xem tên của mình ở mỗi nguyên liệu chính. Sau đó, các bạn chọn những nguyên liệu phụ để nấu những món ăn ngày hôm nay. Các bạn phải nên nhớ, đây là vòng loại trực tiếp, tức là sẽ có một thí sinh phải ra về. Do đó, các bạn phải nấu bằng tất cả những niềm đam mê của mình để cho món ăn được tốt nhất và thành công nhất trong ngày hôm nay. 60 phút là thời gian để các bạn thực hiện món ăn này. Thời gian của các bạn bắt đầu! Thank you.
em con gì? Cầm cái bụng á. Anh thương mới sợ á. Bây giờ có thể nhảy như con ếch rồi đó. Văn Dần nó làm xong con lươn rồi. Nhắm mắt chặt một cùng một gái không sao hết. Không sao hết. Cố lên. Cố lên. Rửa nước nào nó sẽ sống lại. Cứ để nó vào trong lại. Cố lên. Dùng sống dao để đập chết đấy. Cố lên. Ok. Đừng rửa nước. Rửa nước nó sẽ sống lại. Không sao, anh biết. Cố lên. Cắt vào mang tai từ trên xuống. No. Cắt ngang. Dai. Yes. Good. Từ, không có sợ. Rồi. Ok. Rồi, lột ra. Kéo ra. Đồng thịt kéo ra. Đây sẽ là một cái thử thách mà anh Huy đã dành cho tôi. Tôi nghĩ là anh Huy đã lựa chọn rất thông minh. Quang Huy chọn cho chị thì tôi cũng rất lo. Nhưng mà khi mà thấy chị như vậy tôi cũng thấy rất yên tâm. Quan trọng là giờ em phải lóc được cái lương ra chứ em cũng... Em có bây giờ nấu món này chưa? Em chưa bao giờ nấu món này nhưng mà ở nhà mẹ hay nấu cho em ạ. Khá là khó khăn. Tại vì cuộc lần đầu tiên mình sát sinh. Các bạn, còn 25 phút. Thời gian cho chúng ta còn 20 phút nữa. Còn 15 phút nữa để thực hiện món ăn.
cái bia ăn ếch chưa? Em ăn rồi. Em thường ăn cái gì? Thường thì ở nhà em hay ăn ếch tầm một sáng. Tại sao em làm món đó? Thực ra nếu làm món kia thì không phải là con người của em. Còn 1 phút nữa, nhanh lên, come on.